Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 3 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn cho tất cả các bạn đó là bài số 2 trang số 84. Bài số 2 trang 84 thì cách đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật. Được chưa ạ? Độ dài các cạnh của hình chữ nhật. Hình chữ nhật có 4 cạnh à, 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh. Được chưa? Nhưng đặc điểm của nó là bạn chỉ cần đo cạnh ngày thì các bạn sẽ biết được cạnh ngày, bởi vì hai cạnh này nó bằng nhau. Ok chưa? Thì tương tự đo cạnh AB sẽ tìm được cái độ dài cạnh AC, còn không thì các bạn cứ đo hết bốn cạnh, được chưa? Đo bằng cách gì? Đưa cái thước lên, cầm cái thước, được chưa? Cầm cái thước xuất phát từ số 0 nè, đưa vô đo. Ví dụ bây giờ mình đo đoạn AB trước, đo đưa vô nè, đó, đó, đưa để mình đưa lại đúng đúng cái số cho cả các bạn thấy nha, đó, được chưa? Bốn 4 phút 5 thì chưa 4 nè, thêm 1 2 3 4 5 5 nữa là 4 phút 5, 4 rưỡi thì chưa. Đó, tiếp tục đo gọn nè, 2 bây giờ 2 thì chưa. Muốn đo thì các bạn cứ nè, bắt nguồn từ số 0 nè, 0 là A nè, tới thằng B là số mấy thì các bạn đếm thôi, thì chưa. Tương tự thằng B với BC nè, đưa vô số 0 nè, đếm nè, đó, thấy chưa, 2 là thấy chưa. Các bạn đừng có zoom nha, nhiều lúc chống sắc thì các bạn đo nó chính xác hơn. Còn đây mình zoom đây nè, đo nè, 4 nè, thấy chưa ạ? Đó, đo đây nè, 2 nè, thấy chưa? Đó, thấy chưa, zoom chưa? Rồi mấy cái kia thì các bạn hai cạnh còn lại các bạn tự đo. Thì nhưng do mình biết được đặc điểm của hình chữ nhật là hai cạnh này bằng nhau là AG bằng BC nè, nên mình đo chỉ cần đo cạnh cạnh BC thì mình tính được cạnh AB rồi, AG rồi. Đo cạnh AB rồi thì mình sẽ tính được cạnh CG, bởi vì hai cạnh này bằng nhau, hai cạnh này bằng nhau, hai cạnh này gọi là chiều chiều rộng, hai cạnh này gọi là chiều dài. Rồi các hình kế bên bạn tự đo các bạn, sau đó các bạn điền cho mình coi chiều dài của nó bao nhiêu, chiều rộng của nó bao nhiêu, hay là điền hết số đo của bốn cạnh này bao nhiêu để cho mình biết nha, để mình biết coi các bạn có hiểu bài không nha. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.